Ngày 31 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, viết tắt là PSEIC, đối với sự lây lan của virus corona bên ngoài Trung Quốc. Mô tả đây là sự bùng phát chưa từng có tiền lệ. Cảnh báo khẩn cấp toàn cầu trên được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế viết tắt là ISA hôm 30 tháng 1 theo giờ The Geneva. Đây là cuộc họp thứ ba trong vòng chỉ một tuần của Ủy ban này. Tại hai lần họp vào tuần trước, tổ chức y tế thế giới WHO đã từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi cho rằng còn thiếu bằng chứng virus corona lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc. Theo SCMP, hiện có 9.480 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên thế giới, tổng số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc lên tới 98 ca ở 18 nước. Số người tử vong vì virus vũ hán được xác nhận cho tới nay là 213 người, tất cả đều ở Trung Quốc có 8 ca bên ngoài Trung Quốc lây nhiễm virus corona từ người sang người, đó là ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc do virus Vũ Hán gây ra. Phản ứng trước hành động của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 31 tháng 1 nói nước này đủ tự tin và khả năng để chiến thắng trong cuộc chiến chống virus corona. Bà Hoa cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với WHO và các nước khác để duy trì an ninh sức khỏe cộng đồng khu vực cũng như là toàn cầu. Theo Guardian, WHO đề cao sự tin tưởng đối với Trung Quốc, khẳng định là ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu không phải là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Trung Quốc. Ngược lại, WHO tiếp tục tin tưởng vào khả năng kiểm soát bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ corona của Trung Quốc tổ chức y tế thế giới cũng hoan nghênh những biện pháp phi thường được thực hiện bất chấp những ảnh hưởng kinh tế và xã hội đối với người dân trung quốc ông tedros nói rằng nếu không có những hành động của trung quốc số người tử vong và nhiễm bệnh vì virus corona mới có thể sẽ còn cao hơn tổng giám đốc who nói thêm lý do chính cho quyết định này không phải vì những gì đang diễn ra ở trung quốc mà bởi vì những gì đang xảy ra ở những nước khác vì virus corona mới nhiều người thắc mắc rằng tình trạng khẩn cấp của who có ý nghĩa như thế nào thì theo tờ New York Times, tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới không mang giá trị về pháp lý, nhưng đây lại là lời cảnh báo từ cơ quan tư vấn sức khỏe hàng đầu thế giới đến tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về tình hình nghiêm trọng hiện nay do virus corona gây ra. Theo đó, thì các nước sẽ tự đưa ra quyết định có nên đóng cửa biên giới, hủy chuyến bay, sàng lọc hành khách tại sân bay hoặc là thực hiện những biện pháp bảo vệ khác để phòng tránh lây lan corona virus này không. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng tăng thêm tính cấp bách cho bất kỳ đề nghị hỗ trợ kinh phí nào của WHO. Cho đến nay, các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất có Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam vẫn đủ khả năng tự chi trả cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi lạ virus Corona. Trước đây thì trong lịch sử WHO mới chỉ 5 lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế bao gồm các trường hợp đối phó với dịch cúm năm 2009 bệnh bại liệt bùng phát trở lại vào năm 2014, dịch Ebola ở Tây Phi cùng năm 2014, dịch virus Zika năm 2016 và dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2019. Còn tại Việt Nam những ngày qua, chính phủ và các cơ quan ban ngành cũng liên tục có những biện pháp và động thái để phòng tránh virus corona cũng như là bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là sức khỏe của học sinh được quan tâm hơn cả. Cụ thể thì ngày 30 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có chỉ đạo tới các trường học trên địa bàn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường phải thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. Tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học, tuyệt đối không được giấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định, văn bản chỉ đạo nhấn mạnh. Nhiều giải pháp phòng chống dịch được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt lưu ý như là hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người, ăn chín uống sôi, không nên tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật. Còn Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các nhà trường cho học sinh nghỉ và đến cơ sở y tế điều trị nếu có biểu hiện sốt và nghi mắc virus corona. Cụ thể thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp cơ sở y tế và các cơ quan liên quan của địa phương theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, học viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường khi có hiện tượng bất thường hoặc là dịch bệnh xảy ra thì cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch hô hấp do virus Corona thì nhiều phụ huynh cũng lo lắng cho con em của mình và thắc mắc là liệu với tình hình này thì nhà trường có cho các con nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch virus Corona hay không. Blog phút sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến diễn biến về virus Corona. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha.